Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong một bài hát có tên là Khó Hiểu Phần 2, với những câu chuyện hài não các kiểu. Khó hiểu mà dễ hiểu, dễ hiểu mà khó hiểu. Mấy cái gì này mà thấy khó hiểu rồi đó anh Thương ơi. Gì? Mọi lời hát ở trong bài nhạc này chỉ có tính minh họa tuyệt đối. Vui lòng không thử ở nhà. MC, xin cảm ơn. Cùng với Subi, thực chất để mà nói cũng như mọi ngày cũ, múc nước và sói lên con người còn ủ rũ, trong bụng vẫn còn đói thì bữa sáng là bất hủ, và công việc vẫn còn chất cao nhưng mà tiền lương thường không đủ, thức khuya gây thiệt hại, gật gù vì thiếu ngủ, căn phòng vẫn lặng im khi tiếng ho còn sù sụ, ức chế càng nhiều thêm khi nói buồn cùng hội tụ, nhưng vẫn phải bước ra ngoài kia bởi vì ước mơ được làm chủ, thầy bói thường nói láo nhưng nhiều cháu vẫn cứ nghe, và chính ít thích kệ áo để được lên báo vì thích khoe. Tình yêu là trái táo, một khi máu lên thì dễ cắn vào một nhát để thấy vị chát vẫn còn kề. Biết là sẽ đau nhưng tại sao vẫn cứ để, như không thể nào là người điên ở bên đường em nhìn thấy, vì anh chỉ là một người say ở trong vườn hoa tình ái, nhưng vườn hoa là của người ta cho nên định nghĩa là đại khái. Và ta là ai? MAC đó. Người ta muốn thấy ta rap tiếng Việt. Việc của người Việt luôn tâm huyết, luôn viết lên những ước mơ nhưng không ai thương tiếc. Yêu quê hương da diết, đâu ai biết, chỉ tiếc thế hệ trẻ càng ngày càng bị điếc. Nói thiệt sẽ bị coi rẻ như người Tàu ngoài chợ thiết. Biết trước là sẽ bị thiệt nhưng mà rồi cũng phải viết. Buồn thiệt, chăm chỉ mãi miết vô công việc nơi phương xa đất. Bị màu da khinh miệt vẫn châu Á không lâu cả đâu đã, không phải là bị liệt nên ta không kêu la oán ca, không có nghĩa là không biết, nhưng đòi giết đòi bắn vì không bằng được thắng. Nếu mà nói thẳng thì công bằng chỉ dành tặng người trắng. Cố gắng trong cay đắng đêm thâu ôm buồn bực, im lặng với khói trắng giấu sâu trong lòng ngực. Ta là luôn sống thật, không bao giờ sợ trời, mà có những lúc bất lực trước hiện thực. Mong giấy trắng với giết mực sau này làm nên quyền lực. Uống đi. Nhiều khi có khoảng trống muốn lấp đầy bằng hình bóng của một người trong hàng đống, để cho đến khi tỉnh mộng thấy lạc lội trong cuộc sống, vẫn bức tường gam màu nóng, vẫn chiếc giường đang còn trống và bàn tay còn lạnh cống. Lúc khô cằn vì mùa đông, lúc nhọc nhằn vì mùa nóng, muốn trải lòng ha, để số cái tôi đi theo được sống, lấy trái tim làm bài phóng và đích đến là tâm lòng, và đồng thời cũng trông ngóng về cuộc sống đầy màu hồng. Khi ký ức còn đang đóng và trong đầu càng thấy sầu, nhưng trái tim không thể trống vì từ lâu đã mất màu. Nhưng tại sao không trải lòng ra bất tận cánh đồng hoa, thứ tha người ta tất cả lỗi lầm đã xảy ra, như bỗng dưng vấp cục đá rồi bỗng dưng lại vấp ngã, muốn đứng dậy chữ ma cha nhưng nhìn kỹ là cục chả. Giờ không lẽ nào đứng la, cũng không thể nào gục ngã, chỉ cố gắng để vượt qua dù cho mất hết tất cả.